Xin kính chào anh chị khách hàng. Thì hiện tại Giang đang đứng trên tầng long môn của tháp River Panorama. Thì video này Giang xin chia sẻ với anh chị khách hàng về những cái thông tin tổng quan về cái mặt bằng tầng của dự án Sky 89 trước khi anh chị khách hàng vào nhận bàn giao nhà, để mình review lại một vòng về những cái hình ảnh của Sky 89 anh chị khách hàng nhé. Thì trên tay của Giang đây là tờ gấp về mặt bằng của dự án Sky 89. Thì trong cái tờ gấp này thì nó thể hiện rất là rõ về mặt bằng chi tiết thì những căn hộ mà anh chị khách hàng đã sở hữu nằm ở trên đây hết ha. Thì bên cạnh đó mặt bằng tầng thì có mặt bằng thiết kế của từng căn luôn. Đây. Thì dự án Sky 89 được chủ đầu tư An Gia chia làm 6 option. Nó có một option loại căn 1 phòng ngủ, 1 toilet, và 4 option căn 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, và 1 option căn 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. Thì dự án Sky 89 là chủ đầu tư An Gia hướng tới dòng căn hộ cao cấp, nên những cái thiết kế với diện tích thì cũng khá là lớn anh chị khách hàng nhé. Thì trên mặt bằng tầng như anh chị khách hàng thấy đây nè, thì những cái căn gian đang chỉ vào đây là hướng về phía sông Sài Gòn, là hướng đông, và những căn ngược lại á, là sẽ là hướng tây, là hướng view nội khu anh chị khách hàng nhé. Thì những anh chị khách hàng nào có xu hướng thích những cái view nội khu, và mình có thể chọn những cái căn nằm phía bên này ha. Thì bây giờ Giang sẽ đi vào chi tiết từng căn để anh chị khách hàng nắm rõ hơn ha. Thì đầu tiên Giang sẽ chia sẻ về những căn view sông. Thì view sông là có những căn giống như là căn thì view sông có những căn là 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh nè. Nó nằm ở hai góc này, nằm ở vị trí số 2 và số 9. Và căn 1 phòng ngủ, 1 nhà vệ sinh là nằm ở vị trí số 3 và số 8. Với diện tích là 55.5 m². Và 4 căn 72 và 4 căn 71.9 m² là view sông, 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh luôn. Thì chúng ta có tất cả là 8 căn view sông về cái mặt view sông mặt hướng đông. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng đồng thời có luôn là 8 căn view vào nội khu là view hướng tây anh chị khách hàng nhé. Thì những căn view nội khu của chúng ta là thiết kế dạng 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, chia làm 3 option. Option đầu tiên á, Giang xin chia sẻ đó là căn số 12 và căn số 12A. Thì với diện tích là 64.5 m² anh chị khách hàng nhé. Và option thứ hai á là căn số 11 và căn số 14. Thì với diện tích là 69.3 m². Và option thứ ba là căn số 1 và căn số 10. Thì với diện tích của hai căn này là nằm ở vị trí gốc, diện tích là 89 m². Thì sau đây Giang sẽ đi vào chi tiết về thiết kế của từng căn, từng option trên cái mặt bằng tầng của dự án Sky 89 anh chị khách hàng nhé. Thì đây là thiết kế của căn 1 phòng ngủ và 1 nhà vệ sinh. Đây. Thì với diện tích 55.5 m² thì chủ đầu tư An Gia chỉ thiết kế 1 phòng ngủ, 1 nhà vệ sinh thôi, để mà hướng tới những bạn trẻ thích một cuộc sống gọi là độc lập, tự do và năng động. Thì bạn cần một không gian thoải mái để mà bạn có thể thỏa sức sáng tạo ha. Thì thiết kế này là 55.5 m², thì diện tích sử dụng của cái căn hộ của chúng ta là 52.1 m² anh chị khách hàng nhé. Thì diện tích của phòng ngủ là 16 m², và phòng khách và bếp là 22.2 m². Và căn hộ của chúng ta là cái căn hộ 1 phòng ngủ 1 nhà vệ sinh này là có luôn ban công anh chị khách hàng nhé. Căn này là view về hướng đông và view sông Xoài Rạp. Thì từ cái căn hộ của chúng ta có thể nhìn qua bên kia sông là tỉnh Đồng Nai, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Rất là đẹp, tuyệt vời luôn. Mỗi buổi sáng mà anh chị muốn tận hưởng không gian buổi sáng á, rất là tuyệt vời.
Thì với căn hộ này mình có thể thỏa sức ngắm bình minh buổi sáng nè, rất là đẹp. Bây giờ chúng ta tiếp tục đi sang cái option thứ hai, đó là căn 71. Đó là căn 71.9 m2. Thì trên mặt bằng tầng á, thì chủ đầu tư An Gia thiết kế cho chúng ta là tổng cộng là 4 căn trên một mặt bằng tầng. Thì 4 căn này đều view sông còn xoài rạp luôn anh chị khách hàng nhé. Thì nó cũng tương tự hướng view của căn 55.5 m2. Cái căn này là hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Và căn của chúng ta là có luôn ban công anh chị khách hàng nhé. Và cái căn phòng ngủ chính là view ra hướng sông rất là đẹp. Thì sau đây là những cái hình ảnh của căn hộ mẫu để anh chị khách hàng xem qua chi tiết ha. Và chúng ta cùng đi qua option thứ ba là option view sông. Đó là căn 3 phòng ngủ với diện tích là 113.7 m2. Diện tích sử dụng của căn này là 104.7 m2. Thì diện tích phòng ngủ chính của chúng ta là 18.5 m2, phòng ngủ số 2 là 14.6 m2 và phòng ngủ số 3 là 9.4 m2. Diện tích phòng khách và bếp của căn này là 38.5 m2 và hai căn trên mặt bằng tầng. Thì loại căn 3 phòng ngủ, hai nhà vệ sinh này á là nằm ở vị trí hai góc và view sông Sài Gòn rất là đẹp. Một căn á là view về hướng Sài Gòn và trung tâm quận nhất, và một căn là view về hướng sông Sài Gòn và phía khu vực Nhà Bè anh chị khách hàng nhé, với không gian mở rộng vô cùng thoáng. Và căn này là căn VIP nhất của dự án Sky 89. Những anh chị khách hàng nào chưa sở hữu căn hộ 3 phòng ngủ, hai nhà vệ sinh tại dự án Sky 89 và muốn tìm hiểu thì vui lòng liên hệ với Giang qua số điện thoại 091 424 5885. Giang sẽ hỗ trợ anh chị tham quan thực tế khi mà căn hộ của chúng ta được bàn giao anh chị khách hàng nhé. Bây giờ chúng ta tiếp tục đi qua 3 option đối với những căn view nội khu anh chị khách hàng nhé. Thì những căn view nội khu thì đầu tiên Giang xin chia sẻ cái căn hộ với diện tích là 64.5 m2. Thì hai căn này nằm ở vị trí số 12 và 12A. Với diện tích 64.5 m2 thì chủ đầu tư An Gia thiết kế cho anh chị khách hàng được hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh ha, và có luôn ban công rất là thoáng cực kỳ luôn. Thì bây giờ mình cùng đi vào diện tích chi tiết nè. Phòng ngủ lớn là cái phòng ngủ view view trực diện phía bên ngoài luôn ha. Thì với diện tích là 11.2 m2. Phòng ngủ nhỏ là diện tích 9.3 m2. Và trong phòng ngủ nhỏ của chúng ta luôn là có luôn cái cửa sổ gì khách hàng nhé, nó sẽ không bị bí. Phòng khách và bếp là diện tích 21.2 m2. Thì những anh chị khách hàng nào có một cái khoản tài chính vừa phải thì có thể mua căn hộ này để mình sử dụng cho gia đình của mình, là với cái diện tích nó cũng không lớn cho lắm nhưng mà nó cũng tối ưu về cái thiết kế, nó tạo cho mình một cái không gian sinh hoạt đầy đủ về tiện ích, là có hai nhà vệ sinh thì rất là tối ưu để mình sử dụng sinh hoạt anh chị khách hàng nhé. Và Giang xin chia sẻ cái option thứ hai cũng là option view nội khu với diện tích 69.3 m2, thì cũng là thiết kế hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh luôn. Thì những anh chị nào có một cái tài chính dư dả hơn một tí thì mình có thể nâng cấp lên, mình mua loại căn hộ 69.3 m2 thì này để mình có một không gian nó sẽ rộng rãi hơn một tí ha. Thì cái căn của chúng ta là diện tích 69.3 m2, là diện tích tim tường. Diện tích sử dụng của chúng ta là 63.4 m2. Về diện tích phòng ngủ chính là 13 m2, phòng ngủ nhỏ là 12.5 m2 ha. Phòng khách và bếp là 21.5 m2. Và cái option thứ ba là option view nội khu. Thì Giang xin chia sẻ với anh chị khách hàng hai căn diện tích hai căn thiết kế hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh nhưng nằm ở vị trí góc và cái không gian khá là rộng anh chị khách hàng nhé. Với diện tích 89 m2
Và diện tích sử dụng của căn này là 81.8 mét vuông. Phòng ngủ chính là sẽ có diện tích là 15.8 mét vuông, phòng ngủ nhỏ là 9.3 mét vuông. Phòng khách và bếp của chúng ta là 31 mét vuông. Nhận thấy được nhu cầu của những cư dân, họ muốn sở hữu căn hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh và nằm ở vị trí góc. Chính vì vậy, chủ đầu tư An Gia cũng thiết kế ra những cái căn nằm ở vị trí góc vô cùng thoáng. Vị trí này là anh chị khách hàng có thể vừa nhìn được view nội khu nè, vừa nhìn được view sông luôn anh chị khách hàng nhé. Một căn view sông và một căn view về trung tâm quận nhất. Vâng, vừa rồi là Giang đã chia sẻ qua 6 option của căn hộ tại dự án Sky 89. Những anh chị nào đã sở hữu rồi thì mình cũng biết chính xác cái vị trí của mình và view cụ thể như thế nào anh chị khách hàng nhé. Và những anh chị nào chưa sở hữu căn hộ Sky 89 và muốn mua ngay để mình có thể vào mình ở ngay thì vui lòng liên hệ với Giang qua số điện thoại 091 424 5885. Giang và đội ngũ chuyên viên tư vấn của bên Giang sẽ hỗ trợ anh chị khách hàng tham quan trực tiếp những căn hộ thực tế đã bàn giao anh chị khách hàng nhé. Dân Giang sẽ xin tạm dừng cái video tại đây, và sắp tới khi mà bàn giao nhà thì Giang sẽ làm một cái video chia sẻ về những cái tiện ích cao cấp tại dự án Sky 89 để anh chị khách hàng cùng tìm hiểu qua. Anh chị đón xem cái video tiếp theo của Giang anh chị khách hàng nhé. Hẹn gặp lại anh chị khách hàng tại một cái video tiếp theo. Xin chào anh chị khách hàng.